Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về cặp phụ âm mới. Đấy là k và g. Để phát âm đầu tiên k, trước tiên các bạn sẽ đẩy phần lưỡi phía sau chạm lên phần vòm mềm ở trong khoang miệng và các bạn sẽ bật mạnh hơi ra ngoài. Lưu ý âm này các bạn không để rung họng. Tập lại mình như sau. Như các bạn thấy, để khí rất là nhanh ra ngoài. Đối với âm ng thì vẫn cái khẩu hình miệng đấy. Tuy nhiên thì lưỡi lúc này các bạn sẽ đẩy thoải ra ngoài và các bạn sẽ rung họng như sau. Ng, ng, ng. Ở đây mình sẽ có một vài ví dụ cho bạn như sau. Âm đầu tiên mình có like, like, park, park, work, work. Mình có một câu như sau cho các bạn. Do you like working? Tập lại mình nhé. Do you like working? Đối với âm g thì mình sẽ có một vài từ vựng như sau để các bạn tập lại với mình. Hunger, hunger, ground, ground, beg, beg. Mình có một câu như sau cho bạn tập nhé. The children are begging for food. Tập lại với mình như sau. The children are begging for food. Chúc các bạn học vui.